Rồi thầy chính này. À, các bạn nhìn thế này, màu đen. Quạt là màu vàng, nhìn vô cùng là mố luôn. À, rất là chắc chắn, khá là nặng, trầm khá là nặng. Vâng, và bây giờ sẽ đến một linh kiện tiếp theo để em dựng chiếc máy tính ấy. Và lần này em sẽ mua chiếc nguồn của chiếc máy tính. Một chiếc máy tính cái nguồn cũng rất là quan trọng, bởi vì nó là nơi cung cấp toàn bộ năng lượng, toàn bộ điện cho chiếc những linh kiện khác có thể hoạt động được. Và tất nhiên rồi, những linh kiện kia thì em đều mua từ Trung Quốc ở trên Shopee ấy. Thì lần này em sẽ chọn mua trên Shopee và em cũng sẽ chọn mua từ Trung Quốc luôn để xem những linh kiện Trung Quốc nó hoạt động sẽ như thế nào nhé. Mặc dù em được biết ấy, thì nguồn tại Việt Nam cũng không phải là đắt đâu, cũng tương đối rẻ. Và cái máy này là em mua để chơi game, thế nên em sẽ chọn một cái nguồn với công suất thực lên tới khoảng 500W là ok đúng không bác? Để có trường có thể chơi là ổn nhất. Vâng, thì bây giờ em sẽ lại vào Shopee. Vâng, em lại gõ là nguồn nhá. Ở trên Shopee mua ở Trung Quốc rất là đơn giản thôi. Bây giờ là sẽ chọn là nguồn máy tính nhỉ. Ở trên này thì nguồn này. À đây, có nguồn máy tính này, em sẽ chọn nguồn máy tính này. Và em sẽ chọn là nước ngoài, tại vì nếu ở Việt Nam thì đầy. Đấy, cái nguồn mà dùng để cái Bitcoin có 399 này. Đó, rất là nhiều loại nguồn khác nhau và công suất của cao tí, tầm 500W, 600W thì chỉ 500-600 nghìn thôi, đây là nguồn mới. Còn nguồn cũ thì rất là rẻ, 700W đây có 500 nghìn này. Nhưng mà bây giờ em sẽ mua nguồn tại Trung Quốc, bởi vì là thực ra là em chọn linh kiện Trung Quốc xem như nào và để review cho các bác xem luôn, đúng không? Đó, thì em sẽ chọn là nước ngoài. Và em sẽ chọn là giá sẽ là từ cao đến thấp, bởi vì em sẽ xem từ đắt xem như nào nhá. Ok, thì ở Trung Quốc cũng khá là nhiều nguồn với nhiều mức giá khác nhau. Đầu tiên thì em sẽ nhìn thấy một chiếc nguồn cao nhất là 1.230.000 với công suất là 1.000W, 1.000W là 1.200.000, 1.300.000. Đấy, 5.000 này thì tầm 1 triệu này. Cái nguồn này chắc cũng khá đơn giản, không có thương hiệu gì nổi bật. Sẽ chọn một cái nguồn có thương hiệu nổi bật. À đây đây, rất là nổi bật đây, không có chiếc màu vàng. Ok, lưu cái này vào đã. Nha, lưu chiếc màu vàng này, nhìn có thương hiệu đàng hoàng đây. Thử xem là có chiếc nào rẻ hơn không, như thế mà rẻ hơn không. Đây có 3 ông bán, mỗi ông một giá khác nhau này. Đó, em sẽ tìm xem có nào rẻ hơn không nhá. Ok, em sẽ chấm cái nguồn đấy và em sẽ lên em lùng bằng được xem có chỗ nào bán rẻ hơn không. Bởi vì em sẽ lựa chọn là Trung Quốc và em sẽ lựa chọn là mức giá rẻ nhất, đúng không? Ok, cùng đợi với em nhá. Đây, sau những ngày chờ đợi cho nó về này các bác này. Đó, giá tổng thể là 569.000 cho một bộ nguồn 550W. Cái nguồn này với giá này thì ở Việt Nam thì cũng bình thường thôi, không phải là rẻ. Nhưng em mua ở trên Shopee và em thích em đặt về Trung Quốc rồi. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy đóng gói nhá. Đóng gói về Trung Quốc luôn luôn là cái túi cái màu xám như này. Em làm rất nhiều clip đều là cái túi màu xám này. Bây giờ em sẽ mở nhá. Rất là chắc chắn, rất là nặng luôn, cái nguồn cực kỳ là nặng luôn. Đó, bây giờ em sẽ mở ra xem này. Được ra về Việt Nam ở đơn vị vận chuyển là GNT. Bây giờ em sẽ mở ra. Ok, các bác thấy nhìn thấy không? Siêu luôn. Đây là một bộ nguồn mới đến từ một thương hiệu của Trung Quốc. Đó, các bạn nhìn thấy không? Logo rất hầm hố luôn. Đó, Gaming Supply này. Đây có chữ Trung Quốc này, có hình con sư tử này. Một cái logo nó hơi lạ ở đây. Đó. À, đằng sau nó sẽ ghi nhá. Theo nó sẽ là chân 24P này. CPU nó gồm 4 pin này. Chân này là gồm 4 cộng với 4 pin, không biết là cái gì. À, 2 CPU, cái này có thể hỗ trợ 2 CPU ấy. Hoặc là có thể là dùng cho CPU 8 pin. Đó. Cái này là chân PCI, có nghĩa là chân dùng cho card đồ họa, nó là chân 6 pin. PCIe cũng có thể dùng được 8 pin. Đó, cái này có dùng cho card đồ họa thoải mái này. Đấy, mình có thể thoải mái luôn nhá. Chân Santa là có luôn này. Và một cái chân 4 pin. Là chân gì mà tiếng Anh em không hiểu rõ mà. Thực ra em bản thân em chưa hiểu gì hầu về linh kiện máy tính, thì em đọc qua cho các bác là như thế thôi. Đó, ở trên này nó có sơ đồ cấu tạo như các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Ok, toàn chữ Trung Quốc thôi, bởi vì đây là một sản phẩm của Trung Quốc. Ở bên dưới này có trang web là tspk.hk, có nghĩa là đến từ Hồng Kông. Đó, bây giờ em sẽ khui hộp nhá, nó siêu luôn. À. Rất là nặng. Có vẻ rất là xịn. À, mở ra đâu nhỉ? Đây, mở đây. Đây thì phải này. Không phải. Chưa nhìn chỗ mở đâu. À, đây rồi. Rồi, các bạn thấy không? Đây. Ngoài này.
Bên này là có một đây là cái thẻ bảo hành. Đây là cái thẻ bảo hành này. Để cho chúng ta ghi vào. Nhưng mà cái này mua trên Shopee thôi. Thế nên là cái này không quan tâm bởi cái này chỉ bảo hành Trung Quốc thôi. Còn đây, nguồn đây phụ kiện thì nó chỉ có cái này thôi. Bên trong này chúng ta có một cái sợi dây theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đó các bạn thấy không? Cái này là dùng cái kìm bẻ đi này. Em thử cái tay bẻ không? Đây, bẻ đi này là dùng được hết luôn này. Đó, bẻ luôn. Thế là chúng ta có thể dùng được hai chân. Đó các bạn thấy không? Đó đơn giản nha. Các bạn nhìn đi. Ok, bây giờ đến cái luôn. Nhân vật chính đây. Nó được vào trong một cái túi, một cái bao của cái hãng này. Đó các bạn thấy không? Đó là cái logo con báo này, con sư tử này. Đó, trên này cũng có logo hình con sư tử luôn, rất là đều luôn đấy các bạn, thấy không, logo sư tử này, tên thương hiệu đây, toàn bằng chữ tiếng Trung Quốc rồi. Ở bên trên túi cũng vậy luôn. Đó. Túi toàn bằng tiếng Trung Quốc. Sản phẩm này ở bên Trung Quốc này cũng có vẻ như là làm rất là cẩn thận, đầy đủ thương hiệu nhất này. Tháng 10 năm không biết là cái này 2010 không biết phải không ạ. Còn năm 2020 hay gì đó không thì bằng tiếng Trung Quốc thì em không hiểu rõ lắm. Đó, ok nhá. Bây giờ chính đây. À, các bạn nhìn này, màu đen. Quạt là màu vàng, nhìn vô cùng là mố luôn. Đó, rất là chắc chắn, khá nặng, chậm khá nặng. Ở phía này là có cái C number này. Không biết là trên hộp có cái C number nào không nhỉ? Trên hộp không có. Trên hộp không có đâu, không như hàng chính hãng. Sẽ có C number ở trên này và trên hộp sẽ giống nhau. Đây ở phía dưới, phía sau này là chúng ta có thể nhìn thấy là các bạn thể nhìn thấy nhá. Nó có một cái giống như là cái tản nhiệt đây này. Màu hồng, khá đẹp, đây là chân cắm. Và nó không có công tắc tắt mở, không tắt mở luôn. Đó, đây tem bảo hành của hãng thì được dán ở đây. Có một cái điều lạ, em thấy hơi lạ này. Bởi vì thực ra là cái tem thông tin các bạn có thể nhìn thấy nhá. Ở đây là cái hãng, tên hãng là TRIUEU này. Ở ngoài hộp thì không có được in cái tên đấy, không có in được tên tiếng Anh, trong này thì in tiếng Anh nhé. Có mã là T6, 550W, công suất thực, công suất max là 550W này. C-Number thì không được dán ở đây. Và cái khu này em sợ khá là gồ ghề, mà thực tế mà nói em, các bác có thể để ý nhé. Nếu trong trường hợp là chúng ta lắp cái nguồn này vào trong cái cây, thì là cái này nó sẽ nằm ở bên dưới. Bình thường, thông thường là cạc nó hay được dán tem, hay được dán tem thông tin ở trên này, nguồn hay được dán tem thông tin trên này. Ai có vẻ là hơi sai, em thử xem bóc luôn. Đó là mua ở Trung Quốc ấy thì vấn đề bảo hành thì coi như là không có được. Các bạn có thể thấy à, còn cái điều là đây là một thương hiệu khác, đây là một thương hiệu khác, Ligu bằng tiếng Trung luôn. Đó, thương hiệu đàng hoàng. Nhưng mà cái ông này, cái ông sư tử này, ông dán cái tem đèn đây. Thực tế mà nói thì cái tem thông tin thực chất là nó phải dán ở dưới này này. Đây này. Đó, các bạn thấy nhá. Thực chất là nó phải dán ở dưới này chứ không phải dán ở trên đấy. Thì ông này ông dán cái tem này vào trên đấy để che cái tên gốc của cái nguồn này đi. Đây, thực chất nó phải dán đây bởi vì khi chúng ta lắp vào trên bên, khi các bác lắp trên vỏ ấy, thì nó thể hiện ở thông số lên như này. Chứ còn nếu mà dán đằng sau này lắp thì quả nó không thể hiện được. Nhưng mà vì sao mà các vị dán đằng sau này? Bởi vì đơn giản thôi, đây là một thương hiệu khác và các vị dán che đi. Đó, đơn giản thôi, chỉ in mỗi cái này này. Ở trên này nó không dập một thương hiệu nào cả. Thế nên là thương hiệu con sư tử này thì chỉ dán đè lên là thành của mình thôi. Và cái hộp nữa. Đó, cái hộp rất là đẹp. Một vấn đề là cái nguồn này bị thay thương hiệu ở đây. Thì không biết là chạy có tốt hay không, đúng không? Thì tốt nhất là cứ phải dùng mới biết được. À, tí nữa em sẽ cắm một cái mặt lên nhá. Đây còn thực tế thì trên này nó sẽ hỗ trợ được những cái như thế này này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy, các bác nhìn thấy nhá. Đây là một cái chân cho cạc đồ họa với 6 pin PCI là 6 pin này. Rồi cạc đồ họa đấy bác nào, cạc đồ họa 8 pin không dùng được. Thực ra công suất có 550W thì không đòi nhiều. Đây là nguồn cho CPU là 4 pin và có thể lắp thành 8 pin để cho CPU 8 pin hoặc là dùng cho 2 CPU 4 pin. Đây là nguồn cho ổ cứng, còn có nguồn thường và nguồn SATA ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ có 2 cặp. Nguồn này nó sẽ 2 cặp dùng cho 2 ổ cứng được. Đây nguồn cho bên chính này là 20 pin và 24 pin như các nguồn bình thường thôi. Cái này nó cảm giác mà em cảm giác khá là rẻ tiền. Chắc chỉ như những cái nguồn mà
tầm 300-400 ở Việt Nam thôi. Đó, mà không biết là sử dụng như nào, nó có hỗ trợ các bạn không ạ? Cầm nó khá là nặng và nhìn nó khá là đẹp. Bên trong quà nó có tiếng Trung Quốc nhá. Ok, em sẽ lắp vào và dùng thử xem như thế nào. Đó.